nay thì chúng ta lại áp dụng cách dùng vài con số. Thì đầu tiên hết là ta học cách mà nói tuổi đó. Người Pháp thì dùng động từ có, tức là động từ avoir, để nói là tôi có mấy tuổi, tôi có mấy tuổi đó. Ở đây động từ avoir ta đọc là je, tu, a, in la. Chỗ này in là và ta nối với âm a qua, in la, en la, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Là tôi có, bạn có. Rồi bây giờ mình muốn nói là tôi bao nhiêu tuổi đó, ta để chữ je, tôi có, và ta thêm cái số tuổi của mình vào. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, tôi có bao nhiêu tuổi. Ví dụ như là người đó mà một tuổi đó, đương nhiên là em bé một tuổi nó không biết nói, mình có thể nói em bé đó nó một tuổi, mình nói là in la en non, à, cậu ấy có một tuổi. À, tiếng Pháp sử dụng động từ có. Một tuổi đó thì chữ n ta nối qua với âm a, đây ta đọc là en non. Đơ dòng, chỗ này ta nối bằng âm giờ, đơ dòng. Trois dòng, quatre, quatre thì ta đọc kéo, quatre, quatre. Cinq, cinq thì ta lại nối qua bằng âm cờ, cờ, cinq ans. Ta phải nối chỗ này là bằng âm cờ, cinq ans, cinq ans. Còn số 6 khi mình đọc nó đứng một mình đọc là six. Nhưng mà nếu mà sau đó vẫn còn từ với để đọc, ta sẽ đọc là six. Six và ta nối qua là six ans, six ans. Sept thì ta đọc là sept ans, nối bằng âm tờ. Huit ans, nối bằng âm tờ. Còn chữ nớt là số 9, tuy là nó kết thúc bằng chữ F nhưng mà mình nối qua lại là bằng V, nớp văn, nớp văn, âm V. Số 10, bình thường khi nó đứng một mình đọc là dis. Nhưng mà ở đây nếu còn từ phía sau nó để đọc thì ta sẽ đọc là dis, dison. Ông giờ thì ông dòng. Rồi ta cứ tiếp tục như vậy, ví dụ như tới số 18, dis riton. 22 tuổi thì vender dòng. Rồi ta cứ tiếp tục dùng động từ avoir. Ta muốn nói là ông ấy có bao nhiêu tuổi thì cứ đưa động từ vào. Je, tu as, il la, elle la, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Và ta đưa số tuổi đó vào.